Chào các em đã biết chất có thể biến đổi thành chất khác, quá trình đó gọi là gì, trong đó có gì thay đổi, khi nào thì xảy ra, dựa vào đâu mà biết được? Những câu hỏi đó sẽ lần lượt được trả lời trong bài học hôm nay, phản ứng hóa học. Phản ứng hóa học là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm câu trả lời qua hai hiện tượng hóa học đã được nhắc tới ở bài học trước. Xét hai hiện tượng vừa nêu. Quá trình bột sắt và bột lưu huỳnh biến đổi thành sắt 2 sunfua hay quá trình đường biến đổi thành than và nước. Nói chung, quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác được gọi là phản ứng hóa học. Các em đã có câu trả lời chưa? Đúng rồi, phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác. Trong hai phản ứng hóa học vừa nêu, bột sắt, bột lưu huỳnh và đường là những chất ban đầu bị biến đổi, được gọi là chất phản ứng hay chất tham gia. Còn sắt 2 sunfua, than và nước là chất mới được tạo thành, được gọi là sản phẩm. Trong quá trình phản ứng, lượng chất phản ứng giảm dần, lượng sản phẩm tăng dần. Phản ứng hóa học được ghi theo phương trình chữ như sau. Tên các chất phản ứng, mũi tên, tên các sản phẩm. Nếu phản ứng cần đun nóng hoặc cần chất xúc tác, thì những điều kiện đó sẽ được ghi trên dấu mũi tên. Ví dụ, phản ứng giữa bột sắt tác dụng với bột lưu huỳnh ở nhiệt độ cao tạo thành sắt 2 sunfua. Chất phản ứng là iron và sulfur sẽ được viết trước và nối với nhau bằng dấu cộng. Liền sau đó là dấu mũi tên. Do phản ứng xảy ra ở nhiệt độ cao nên trên dấu mũi tên sẽ có điều kiện là T độ. Iron true sulfate là sản phẩm được viết sau dấu mũi tên. Đây là phương trình chữ biểu diễn cho phản ứng giữa bột sắt và bột lưu huỳnh tạo thành sắt 2 sunfua. Với phản ứng đường biến đổi thành than và nước, chất phản ứng là đường được viết trước. Liền sau đó là dấu mũi tên. Than và nước là sản phẩm, sẽ được viết sau dấu mũi tên và nối với nhau bằng dấu cộng. Phản ứng phân hủy đường xảy ra ở nhiệt độ cao, nên trên mũi tên có điều kiện của phản ứng là T độ. Như vậy, phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác. Để biểu diễn phản ứng hóa học, người ta có thể dùng phương trình chữ. Phương trình chữ sẽ bắt đầu bằng tên các chất phản ứng, liền sau đó là dấu mũi tên. Sau dấu mũi tên là tên các sản phẩm. Nếu phản ứng xảy ra cần điều kiện, thì điều kiện phản ứng sẽ được ghi trên dấu mũi tên. Chú ý, tên các chất phản ứng sẽ được nối bằng dấu cộng. Tên các sản phẩm cũng được nối với nhau bằng dấu cộng. Ví dụ, phản ứng giữa bột lưu huỳnh sulfur và bột sắt iron tạo thành chất mới là sắt 2 sunfua, tức là iron true sulfate, được biểu diễn bằng phương trình chữ như sau. Khi đọc phương trình chữ, lưu ý dấu cộng nối các chất phản ứng đọc là tác dụng. T độ đọc là phản ứng xảy ra ở nhiệt độ cao. Dấu mũi tên đọc là tạo thành. Như vậy, phương trình chữ này được đọc là sulfur tác dụng với iron ở nhiệt độ cao tạo thành iron true sulfate. Còn phản ứng xảy ra khi đun nóng đường tạo thành than và nước được biểu diễn bằng phương trình chữ như sau. Khi đọc phương trình chữ này, chú ý T độ là ở nhiệt độ cao. Khi có một chất tham gia, dấu mũi tên có thể đọc là phân hủy thành. Còn dấu cộng nối các sản phẩm đọc là và. Nên phương trình chữ này có thể đọc là đường
ở nhiệt độ cao phân hủy thành than và nước. Ở nhiệt độ cao, khí hydrogen tác dụng với khí oxygen tạo ra nước. Phản ứng hóa học này xảy ra như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần tiếp theo, diễn biến của phản ứng hóa học. Chúng ta đã biết, phân tử là hạt đại diện cho chất, thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất. Có nghĩa là khi các chất có phản ứng thì chính là các phân tử phản ứng với nhau. Người ta nói phản ứng giữa các phân tử thể hiện phản ứng giữa các chất. Vậy nên, thay vì nói khí hydrogen tác dụng với khí oxygen, có thể nói phân tử hydrogen tác dụng với phân tử oxygen. Xét phản ứng giữa khí hydrogen và khí oxygen ở nhiệt độ cao tạo thành nước. Qua sơ đồ tượng trưng như sau. Chú ý, trước phản ứng, chúng ta có một phân tử oxygen và hai phân tử hydrogen. Trong quá trình phản ứng, liên kết của các nguyên tử đứt ra. Và sau phản ứng, chúng ta có sản phẩm là hai phân tử nước. Từ sơ đồ tượng trưng cho phản ứng hóa học giữa khí hydrogen và khí oxygen tạo ra nước. Các em hãy xác định số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng. Trước và sau phản ứng có những nguyên tử nào liên kết với nhau? Trước và sau phản ứng có các phân tử nào? Dễ dàng nhận ra, trước phản ứng có 2 nguyên tử oxygen và 4 nguyên tử hydrogen. Sau phản ứng cũng có 2 nguyên tử oxygen và 4 nguyên tử hydrogen. Trước phản ứng, nguyên tử hydrogen liên kết với nguyên tử hydrogen. Nguyên tử oxygen liên kết với nguyên tử oxygen. Còn sau phản ứng thì 2 nguyên tử hydrogen liên kết với 1 nguyên tử oxygen. Trước phản ứng, chúng ta có phân tử hydrogen và phân tử oxygen. Còn sau phản ứng, chúng ta có phân tử nước. Như vậy, trong phản ứng hóa học, số nguyên tử mỗi nguyên tố giữ nguyên, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi, dẫn đến kết quả là phân tử này biến đổi thành phân tử khác. Đó chính là diễn biến của phản ứng hóa học. Trong phản ứng hóa học, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi, làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. Khi nào phản ứng hóa học xảy ra? Đó là khi các chất phản ứng được tiếp xúc với nhau. Bề mặt tiếp xúc ảnh hưởng đến phản ứng như thế nào? Các em theo dõi thí nghiệm sau. Cả hai ống nghiệm đều chứa sắt và axit và đều có hiện tượng sủi bọt khí. Nhưng ở ống nghiệm chứa bột sắt thì lượng bọt khí sinh ra nhiều hơn, chứng tỏ bề mặt tiếp xúc càng lớn thì phản ứng xảy ra càng dễ. Cần đun nóng đến một nhiệt độ nào đó tùy mỗi phản ứng cụ thể. Việc đun nóng có thể chỉ cần lúc đầu để khơi mào phản ứng, ví dụ phản ứng giữa lưu huỳnh và sắt. Hoặc cần đun liên tục suốt thời gian phản ứng, ví dụ phản ứng phân hủy đường. Tuy nhiên, có những phản ứng xảy ra không cần đun nóng, ví dụ phản ứng giữa sắt và axit. Chỉ cần đổ dung dịch axit vào sắt là quan sát thấy có bọt khí thoát ra. Có những phản ứng cần có mặt chất xúc tác. Đó là chất kích thích cho phản ứng xảy ra nhanh hơn và giữ nguyên không biến đổi sau khi phản ứng kết thúc. Để hiểu thêm về chất xúc tác, các em theo dõi thí nghiệm sau. Vai trò của xúc tác mangan dioxide trong phản ứng phân hủy kali clorat bởi nhiệt. Hơ nóng đều rồi đun đáy hai ống nghiệm, một ống chứa kali clorat màu trắng, một ống chứa hỗn hợp kali clorat và mangan dioxide màu đen. Đưa đồng thời hai tản đóm lại gần hai miệng ống nghiệm
thấy bên ống nghiệm có chứa hỗn hợp bùng cháy. Sau một thời gian, ống nghiệm có chứa kali clorat mới giải phóng khí oxy, chứng tỏ khi cho thêm mangan dioxide, kali clorat dễ bị phân hủy hơn. Nhiều phản ứng khác cũng cần chất xúc tác. Ví dụ, quá trình lên men sữa thành sữa chua cần có xúc tác là vi khuẩn lactic biến đường trong sữa thành axit lactic. Tóm lại, khi nào phản ứng hóa học xảy ra? Thứ nhất là khi các chất phản ứng phải tiếp xúc với nhau, đây là điều kiện bắt buộc. Còn cần đun nóng hoặc cần chất xúc tác là điều kiện thường có, tùy phản ứng cụ thể. Làm thế nào nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra? Các em sẽ dựa theo dấu hiệu có chất mới tạo thành. Dấu hiệu có chất mới được tạo thành có thể là sự thay đổi màu sắc. Ví dụ, đun nóng đường, ban đầu chúng ta có đường trắng. Sau đó, chúng ta có chất màu đen. Hoặc có thể dựa vào sự thay đổi trạng thái. Ví dụ, kẽm là chất rắn, dung dịch axit là chất lỏng. Khi hai chất này tiếp xúc với nhau sẽ có hiện tượng sủi bọt, tức là có chất khí được tạo thành. Hoặc dung dịch sodium hydroxide NaOH là chất lỏng trong suốt không màu. Còn dung dịch copper trisulfate COSO4 là chất lỏng trong suốt màu xanh. Khi cho hai chất lỏng trong suốt này tiếp xúc với nhau thì chúng ta thấy dung dịch bị đục, chứng tỏ có chất mới là chất rắn màu xanh mới được tạo thành. Tỏa nhiệt và phát sáng cũng có thể là dấu hiệu có phản ứng hóa học xảy ra, ví dụ cây nến cháy. Còn đây là màu sắc của các ngọn lửa khi đốt cháy một số muối khác nhau. Làm thế nào nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra? Chúng ta sẽ dựa vào dấu hiệu có chất mới tạo thành. Có thể là dựa vào sự khác nhau về màu sắc, trạng thái, sự tỏa nhiệt và phát sáng. Củng cố các kiến thức vừa học bằng bài tập 1 và bài tập 2 sách giáo khoa. Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác. Chất ban đầu bị biến đổi gọi là chất phản ứng hay chất tham gia. Chất mới tạo thành được gọi là sản phẩm. Trong quá trình phản ứng, lượng chất phản ứng giảm dần, lượng chất sản phẩm tăng dần. Khi chất phản ứng chính là phân tử phản ứng, có thể nói được như vậy bởi vì phân tử là hạt đại diện cho chất, thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất. Trong một phản ứng chỉ xảy ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử, kết quả là phân tử này biến đổi thành phân tử khác. Theo hình 2.5 trong bài học, chúng ta thấy số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng được giữ nguyên. Sau khi đã củng cố một số kiến thức cần nhớ, chúng ta bắt đầu luyện tập. Bài tập 3 sách giáo khoa ghi lại phương trình chữ của phản ứng xảy ra khi cây nến cháy. Để làm bài tập này, cần xem lại bài tập 3 của bài 12 sự biến đổi chất. Nến làm bằng paraffin, nến cháy trong không khí tạo ra khí carbon dioxide và hơi nước. Chú ý, trong không khí có khí oxygen và nến cháy là do có chất này tham gia. Như vậy, ở phản ứng này, chất ban đầu bị biến đổi là paraffin và oxygen, chất mới tạo thành là carbon dioxide và hơi nước. Khi viết phương trình chữ, chúng ta sẽ bắt đầu bằng tên các chất tham gia, chính là paraffin và oxygen. Liền sau đó là dấu mũi tên. Sau dấu mũi tên là tên các sản phẩm, là carbon dioxide và nước. Chú ý, phản ứng này xảy ra ở nhiệt độ cao nên chúng ta cần tê độ trên dấu mũi tên. Bài tập 4.
Từ các kiến thức vừa nhắc lại, chúng ta có thể tìm được từ thích hợp điền vào chỗ trống. Trước khi cháy, chất paraffin ở thể rắn, còn khi cháy ở thể hơi, các phân tử paraffin phản ứng với các phân tử khí oxygen. Tiếp theo, chúng ta sẽ vận dụng các kiến thức vừa học để giải thích một số hiện tượng cụ thể. Bài tập 5 sách giáo khoa. Bỏ quả trứng vào dung dịch axit, thấy sủi bọt ở vỏ trứng. Biết rằng hydrochloric acid đã tác dụng với calcium carbonate, chất có trong vỏ trứng, tạo ra calcium chloride, nước và khí carbon dioxide thoát ra. Hãy chỉ ra dấu hiệu để nhận biết có phản ứng, ghi lại phương trình chữ của phản ứng. Dấu hiệu để nhận biết có phản ứng chính là sủi bọt ở vỏ trứng, cho thấy có chất mới tạo thành nhờ sự thay đổi về trạng thái. Phương trình chữ sẽ bắt đầu bằng tên của các chất tham gia phản ứng. Ở đây là hydrochloric acid, calcium carbonate. Hai chất này sẽ được nối với nhau bằng dấu cộng, liền sau đó là dấu mũi tên, sau dấu mũi tên là tên các sản phẩm. Các sản phẩm ở đây chúng ta có calcium chloride, carbon dioxide và nước. Bài tập 6. Khi than cháy trong không khí, xảy ra phản ứng hóa học giữa than và khí oxygen. Hãy giải thích vì sao cần đập vừa nhỏ than trước khi đưa vào bếp lò. Sau đó dùng que lửa châm rồi quạt mạnh đến khi than bén cháy thì thôi. Ghi lại phương trình chữ của phản ứng, biết rằng sản phẩm là khí carbon dioxide. Khi đốt than, cần đập vừa nhỏ than trước khi đưa vào bếp lò là để tăng bề mặt tiếp xúc giữa than và khí oxygen. Dùng que lửa châm để tăng nhiệt độ của than. Quạt mạnh đến khi than bén cháy là để cung cấp thêm oxygen. Để viết phương trình chữ, cần biết than thành phần chính là carbon. Khi than cháy trong không khí là xảy ra phản ứng hóa học giữa carbon và khí oxygen, sản phẩm là carbon dioxide. Do đó, khi viết phương trình chữ, chúng ta sẽ bắt đầu bằng tên các chất tham gia phản ứng là carbon và khí oxygen. Hai chất này sẽ được nối với nhau bằng dấu cộng. Liền sau đó là dấu mũi tên, sau dấu mũi tên là tên sản phẩm carbon dioxide. Để phản ứng này xảy ra cần cung cấp nhiệt độ, do đó điều kiện của phản ứng sẽ được viết trên dấu mũi tên là T độ. Sau bài học này các em cần biết phản ứng hóa học là gì, chất nào gọi là chất phản ứng, chất nào gọi là sản phẩm, làm thế nào để biểu diễn phản ứng hóa học. Trong một phản ứng chỉ xảy ra sự thay đổi gì, kết quả là gì? Khi nào phản ứng hóa học xảy ra? Làm thế nào nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra? Đó là trọng tâm của bài học ngày hôm nay. Chúc các em học tốt!